cần tìm một đại gia hữu duyên để cùng với tranh gỗ Bùi Gia chế tác lên tác phẩm Trúc Lâm Đại Sĩ Xuất Sơn Đồ ở trên phôi gỗ mít 200 năm tuổi này. Đây là phôi gỗ mít ta mà tôi đã mua được ở trên Bắc Giang vào năm 2021. Sau cái thời đỉnh dịch ấy, thì bắt đầu tôi mới đi tìm để mua được. Và trên cái phôi mít ta này thì nó có rất nhiều những cái u chun, thì chứng tỏ đây là một trong những cái cây gỗ rất là già. Và trong quá trình phơi một năm ở trên tầng 2, nó đã được bong hết tất cả các cái phần rác. Bây giờ chúng tôi đã bóc tách để trần lõi cái phần gỗ, thì quý vị cũng nhìn thấy cái gỗ của cái cây mít này nó rất là đẹp, cái phần lõi của nó rất là nhiều. Và cái phôi gỗ này thì chúng tôi đang rất muốn tìm một đại gia có tấm lòng hướng Phật để cùng chúng tôi chế tác lên cái tác phẩm Trúc Lâm Đại Sĩ Xuất Sơn Đồ. Bức tranh Trúc Lâm Đại Sĩ Xuất Sơn Đồ là một trong những bức tranh tiêu biểu nhất về nền Phật giáo của Việt Nam. Đây là bức tranh duy nhất nói về một vị vua của Việt Nam mà đã trở thành một vị Phật, và lại là một cái người mà đã chứng Phật, ngộ Phật và từ đó trở thành một vị Phật Hoàng. Và trên cái phôi gỗ dài 5 mét như này thì quý vị đang nhìn thấy cái mẫu tranh Trúc Lâm Đại Sĩ Xuất Sơn Đồ chúng tôi chạy ở trên màn hình, thì quý vị sẽ cảm nhận thấy đây là một trong những cái phôi gỗ mà sinh ra để dành cho cái mẫu tranh này. Và chúng tôi rất muốn cái phôi gỗ mít này nó đã hữu duyên về với tranh gỗ Bùi Gia, thì bây giờ chỉ cần hữu duyên tìm được một vị đại gia yêu thích mộ Phật, gửi gắm một cái lòng tin để chúng tôi có thể biến cái tác phẩm này trở thành hiện thực. Và chắc chắn bức tranh này sẽ là bức tranh duy nhất tại Việt Nam được đục chạm ở trên một cái gốc cây gỗ dài tới 5 mét như này. Và nếu như các bạn có quen biết một cái vị đại gia nào mà có tấm lòng hướng Phật thì hãy tang họ vào đây, để biết đâu họ sẽ cảm ơn các bạn rất là nhiều đấy. Xin cảm ơn.